xung quanh thì người ta cũng bị nhiều lắm, mà cũng có miếng nó không bị nữa mà nó khác giống. Vàng người hổm người nói là tiết trời vàng lá, nói gầy nó đeo, rồi hai cái nó nhập vậy thôi, nó là mặt đất mà bị phèn hồi đó giờ nó không có bị. Bây giờ thì nói với Hoàng Vũ thì em giái đủ ba cái tiền mua giống với tiền cắt với tiền xới à. Tiền phân em thấy là trước mắt là không có lấy được cái phần đó rồi. Ngọc Phụng xin kính chào quý khán giả cùng quý bà con thân mến. Thưa bà con, hiện tượng vàng đỏ lá lúa đang phổ biến trên các cánh đồng khiến cho bà con mình vô cùng hoang mang và lo lắng. Thấu hiểu được nỗi lo đó thì anh em đội ngũ ban biên tập An Phát Nông đã có những chuyến thăm đồng thực tế để tìm rõ được nguyên nhân gây ra vàng lá và đề ra giải pháp khắc phục. Vâng, và mở đầu cho chuỗi phóng sự về xử lý vàng lá ngày hôm nay, xin mời quý anh chú mình cùng thăm ô ruộng giai đoạn công trái me tại xã Bình Trạch, Thọ Sơn, An Giang nhé. Trong canh tác lúa, biểu hiện vàng lá có muôn hình vạn trạng, nhưng kiểu vàng hực lá chân trên các ô ruộng từ làm đồng đến chính hiện nay đang khiến nhà nông vô cùng bối rối. Rảo quanh các ô ruộng thuộc xã Vĩnh Trạch, Thọ Sơn, An Giang mới thấy rõ hiện trạng báo động. Lúa mới độ cuối bông cái nhưng bộ lá hư hại gần như toàn bộ. Nếu nhìn từ xa, bảo đảm ai cũng nghĩ rằng màu lúa này không quá 3 ngày nữa sẽ thu hoạch. Anh Ngọc và anh Điểm là những người đầu tiên chứng kiến kiểu vàng lá kỳ lạ này. Anh Ngọc kể, lúa bắt đầu hực vàng từ đợt phân đón đồng. Anh nói, mới đầu tưởng lúa bị rầy chích không à, cũng 3-4 cử rầy rồi dập phân vô nhưng hỏng xanh nổi. Các anh cho biết, chung cánh đồng này có nhiều ruộng bị vàng lá trổ không nổi rồi nín bông luôn. Chỉ tay đến một gốc ruộng xa, anh Ngọc nói, đó đó, miếng đó chủ đất nản quá, phun phá hoang rồi bỏ luôn đó. Lúa này nó bắt thường là cấp là 40 ngày á, cấp mình giải phân đồng, giải tống đó. Giải xuống rồi nó bị mấy đám mưa lớn đó, thì mình tính là mình giải phân rồi nó bị mưa nó sẽ tốt lên nữa, rồi mà sao nó không tốt rồi cái nó bị vàng vàng là nói gầy phấn trắng không à, rồi mới đem thuốc gầy phấn trắng xịt xịt cũng không hết luôn, rồi riết rồi nó bị gì luôn nè, nó vàng nó chỗ không nổi luôn á. Xung quanh thì người ta cũng bị nhiều lắm, mà cũng có miếng nó không bị nữa mà nó khác giống như giống 380 hay là OM18 gì đó, thì mấy anh đó thì nó đỡ hơn, mà có cái giống 5451 này là thấy nó bị nhiều. Nhắc tới chuyện giống, anh Điểm mới lên tiếng. Lúc đầu biểu xạ 380 không chịu, mấy cha 12 kêu đổi giống, đổi bộ rễ, giờ đến gì nữa. Ruộng anh Điểm trước mắt cũng chung cảnh ngộ vàng lá. Anh đã làm đủ mọi thao tác nhưng chưa thể giúp lúa hồi xanh trở lại. Rầu là một chuyện nhưng anh Điểm âm ức vì chưa tìm được nguyên nhân. Anh kể, nhớ mấy đám mưa lớn sau đợt nắng, rồi lúa vàng luôn tới giờ, không lẽ đổ thừa ông trời. Anh chú tiếp lời, mưa mát lúa phải xanh chứ sao vàng mày. Anh Điểm nói, giờ hỏng trên trời thì dưới đất, chứ ai nói đầy tôi cãi, phun liên tục chứ có bỏ cửa nào đâu. Nguyên nhân từ độc chất bên dưới cũng là một hướng được nhà nông nghĩ đến, nhưng chưa ai dám khẳng định, do trước giờ khu này có phèn cũng nhẹ nhẹ chứ hỏng đến nổi. Lúc đó nó vàng thì 40 ngày nó không có vàng, mà em giải phân đồng 40 ngày đó thì em xịt phân đồng luôn, đám mưa đó là nó vàng quá. Nó vàng lá, em mới nghĩ là nó vàng đi rồi từ từ cái nó lên cái non lại, giả phân đồ thêm cho nó lên cái non lại. Mà em quăng thêm mấy lúc mà 50 ngày á, cũng luyện thêm 12kg đó. Mà nó cũng không lên luôn, nó vàng vàng hoài vậy đó. Vàng người hổm người nói là tiết trời vàng lá, nó gầy nó đeo. Rồi hai cái nó nhập vậy thôi, nó là mặt đất mà bị phèn hồi đó giờ nó không có bị. Mà nó không có tình trạng nào mà bị dị dân á. Giờ với nguyên nhân nào đi nữa thì cái mà anh Điểm và bà con mình mong muốn nhất là cứu cánh phần năng suất. Anh Điểm ngậm ngùi nói, lấy cọc rồi mà chưa dám hỏi giá, sợ không có lúa đồng cho chủ máy. Bây giờ thì nói với anh Hoàng Vũ thì em giái đủ ba cái tiền mua giống với tiền cắt với tiền xới à. Tiền phân em thấy là trước mắt là không lấy được cái phần đó rồi. Thương cho ruộng lúa bỏ công chăm sóc suốt từ đầu vụ, rồi thương cho tình cảnh của anh Điểm, nên cả đoàn người không ai nói lời nào, ông trời bất chợt dịu nắng. Nhưng chuyện gì cũng phải làm cho rõ, để những vụ mùa tới còn biết mà ứng phó.
Bà con thân mến, với biểu hiện vàng lá trước mắt thì bà con mình phân vân là không biết do rạy phấn, độc chất hay là bệnh hại. Qua đó thiết nghĩ nên có một buổi ngồi lại trò chuyện để mà tìm hiểu rõ nguyên nhân về vấn đề này. Sau đây xin mời bà con và anh em kỹ thuật phân tích nhé. Nó bây giờ lúa này là nó sáu mấy ngày cho gần 3 tháng đó mà nó không chỗ luôn nè. Còn cây này thì nó chỗ mà thấy cũng không im nữa nè. Còn mấy này là nó không chỗ nè. Dạ rồi thì kính thưa quý nhà nông thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ có chuyến thăm đồng cùng với những nhà nông ở khu vực Vĩnh Trạch của Thọ Sơn, An Giang bà con. Thì cái tình hình hiện nay đó bà con chúng ta thấy là cái ruộng lúa bị vàng trên diện rộng, miếng nào cũng bị chứ coi như là không có miếng nào mà xanh, miếng nào vàng, bỏ này bỏ kia hết bà con ha. Và hiện tại anh chú sẽ thiên về con rầy phấn bà con. Tại thực sự mình quơ mình vẫn thấy có rầy phấn, nhưng mà thực tế thăm đồng đó thì hoàng vũ phát hiện ra hai cái biểu hiện mà nó không hoàn toàn do rầy phấn. Thì bây giờ mình phân tích để chúng ta có cái cơ sở để mình coi mình cải thiện được phần nào hay không. Thì em xin chia sẻ với anh quý chú vậy nè, chúng ta sẽ để ý cái tình hình thời tiết năm nay đó. Nó có một giai đoạn nó rất là nắng luôn, rất là nắng, và sau đó khi có những cơn mưa lớn nó ập xuống thì lúa chúng ta bị hực vàng. Không phải ở Vĩnh Trạch, Thọ Sơn mình không, mà giờ bên Đồng Tháp cũng có, bên Long An cũng có, dù anh chú có theo dõi ở trên mạng đó thì ở đâu người ta cũng chụp những thứ hình này lên hết. Và một trong những nguyên nhân đó là độc chất. Mình thấy nắng ở trên này mình tưởng đâu mình nực, không, không phải, ở những cái tầng ở dưới đó nó vẫn sinh sôi ra những cái chất độc, và khi mà mưa xuống nó dâng những cái độc chất đó lên, và cây lúa của chúng ta nó tiếp xúc phải thì nó sẽ biểu hiện. Và thường mấy anh thấy là khi mà cây lúa nó nhiễm những cái độc chất trong đất, mình bóp nó cứ ngắt rồi. Anh bóp nó rất là cứng, anh tưởng tượng giống như mình phun lộn cái thuốc cỏ gì vô đi, là một cái biểu hiện cây lúa nhiễm độc đó, và nó cứng ngắt đó. Và thêm một nguyên nhân thứ hai đó là những cái bệnh ở bên dưới, thì anh coi ở trên lá nè, nó có những cái vết sọc, những cái đốm, thì đó là những cái đốm bệnh. Còn thường khi mà chỉ có con rầy phấn không, thường thì nó sẽ úa vàng thôi, và nó sẽ bị những chùm nặng trước. Còn cái này mình thấy 1, 2, 3 là nguyên ruộng lúa mình bị một lượt hết trơn rồi bà con. Thì mình biết cái nguyên nhân thì từ đó chúng ta sẽ tính tới cái giải pháp cải thiện. Nhưng mà ở đây em muốn nói thêm về cái giống lúa. Hiện nay ở trên em đi nhiều vùng thì nó sẽ có những giống nó nhiễm rất là nặng nha. Có những giống thì nó nhẹ hơn, thì nó phụ thuộc vào cái sức khỏe và đặc biệt là cái bộ rễ lúa đó. Chúng ta canh tác nhiều năm thì mình để ý những cái giống nào rễ mạnh, rễ khỏe thì nó sẽ ít bị hơn. Còn cái giống nào mà rễ yếu, coi như mình dùng từ là thối quá đó, thì lâu đời thì thấy nó dễ mẫn cảm lắm. Cho nên cái khâu trước tiên để ngăn ngừa cái biểu hiện này trong những vụ mùa tới đó, thì anh chú mình hãy chọn một cái giống nào nó mới. Hỏi anh Vũ là cái lúa này như vậy, bị như vậy rồi có thuốc, cái chất thuốc gì rồi để trị nó hay không? Rồi bây giờ quý anh chú thân mến, cái mục tiêu của chúng ta là mình làm sao để có cái hạt lúa, hạt gạo mình thu hoạch được. Thì đối với những cái mức độ mà nặng quá như vậy nè, thì mình không có thể nào mà mình tính tới cái chuyện lợi nhuận, mà mình tính cái chuyện về vốn trước. Dạ, còn dù những cái miếng nào nhẹ nó chỗ ra được rồi đó, thì mình sẽ có cách để mình giàu gạo. Coi như là những cái ruộng lúa này thì mình sẽ có hai thao tác để mình bổ trợ. Một là cái thao tác giải độc, và hai là cái thao tác trừ bệnh để giàu gạo. Giải độc thì giờ mình cứ đưa nước vô mình ngâm rồi mình xả ra thôi. Và cái dinh dưỡng để vào gạo đó thì anh chú mình sẽ bón phân thêm bên dưới và mình phun xịt bên trên kết hợp với thuốc trừ bệnh. Còn về mặt số rầy phấn đó thì mình thăm cho kỹ, ví dụ như mình quơ thực sự nó nhiều quá thì mình không phun thuốc rầy. Còn nếu mà không thì mình khỏi cần phun thuốc rầy. À, hỏi anh ruộng em giờ được hai bao không? Cho em cái tiền phân với tiền cắt với tiền của giống, với tiền phân là lỗ rồi đó. Lấy tiền giống với tiền cắt. Bà con thân mến, thì người ta nói câu là mình không phụ lúa thì lúa nó không bỏ mình, bà con. Bà con chứng kiến ở khu vực Vĩnh Trạch này thì nó có nhiều năm, nó có những loại dịch hại là dữ dội như là mũi hành chẳng hạn. Nhưng mà khi chúng ta đầu tư vào thì một cái chút thì cuối cùng nó vẫn có cái để chúng ta thu hoạch về. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ thấy thực tế trên ruộng đó. Mình dòm giờ cái tâm lý của chúng ta, mình dòm vô những cây màu vàng không à. Cái mình thấy mình nản, nhưng mà anh thấy chớm chớm xa xa, mình thấy những cái phần xanh xanh đó là những cái bông lúa của mình đó. Và anh thấy thực sự cái ruộng lúa mình màu vàng vậy, nhưng mà bản thân cây lúa nó vẫn cố gắng để nó vô. Bây giờ anh thấy nó cũng hơn nửa bông chút xíu rồi, tại nó chưa có chín thôi. Và ở dưới anh nhổ lên bộ rễ, tuy là cái bộ rễ ở dưới đất này nè nó bị độc chất nó hư, nhưng mà nó sẽ đâm ra những cái rễ phụ ở trên cái đốt này đó, thì anh bơm nước vô, anh dinh dưỡng vô thì nó sẽ giúp cho nó hấp thu được và
nó sẽ tiếp sức để nó hỗ trợ vào gạo. Đó thì em nghĩ dụ như một công mình nói 1-2 bao chứ mình đầu tư thêm nó phải có hơn chứ. Với cái mức độ này 1-2 bao anh nói vậy là người ta vô người ta mua liền ta. Người ta mua mão 3 bao người ta cũng có lời nữa. Như vậy, qua phân tích của các nhà nông và anh em kỹ thuật thì biểu hiện vàng hực lá chân trên đồng là tổng hợp của nhiều nguyên nhân. Trong đó, những cái thấy được bằng mắt là rầy phấn và các đốm vệt của bệnh vàng lá chín sớm. Quan trọng hơn hết là vấn đề tiềm ẩn độc chất trong đất, đòi hỏi nhà nông phải có sự quan sát. Năm nay nắng nóng kéo dài bất thường, kích thích những phản ứng hóa học ở lớp phèn tiềm tàng, rồi qua những khe nứt, các độc chất này theo nước mưa dâng lên nền ruộng gây ngộ độc. Ở một số giống lúa đặc thù có bộ rễ kém thì sự mẫn cảm sẽ lớn hơn, dẫn đến mức độ vàng lá cũng nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, anh em cũng ngầm vẽ ra những hướng ngăn ngừa cho vụ mùa tới, chính là khâu chọn giống. Một bước tiếp theo mang tính cấp thiết đó chính là thao tác bón phôi hoặc lân giữa khoảng ngày nắng hạn gặp mưa dầm. Thao tác này sẽ giúp hình thành lớp lá chắn ngăn chặn độc chất xâm nhiễm vào cây lúa. Đến khâu cuối cùng là khâu cải thiện cứu cánh năng suất. Giờ lấy ruột lúa anh điểm làm chuẩn thì nhà nông cần kiểm soát theo hướng giải độc, trừ bệnh và dinh dưỡng phục hồi. Tất cả sẽ có trong phần tư vấn ngay sau đây. Kính thưa bà con, thì cái thao tác cải thiện ở giai đoạn mà công trái me này thì Hoàng Vũ sẽ đi theo hai hướng, hướng giải độc trừ bệnh và hướng bổ sung dinh dưỡng đó bà con ha. Cái việc mà mình tiêu thoát cái độc chất đó bà con thì nó cũng đơn giản, bà con chúng ta sẽ bơm nước vô cho ngập rồi bà con mình xả ra bỏ bà con ha. Và với cái việc mà bà con mình bổ sung dinh dưỡng bên dưới đó, ứng với cái ruộng lúa của anh Điểm đó, thì bà con mình dùng 7 kg ure, 3 kg kali và khoảng 200 g humic để bà con mình trộn bên dưới bà con ha. Thì ở đây mình tính theo cái công thức mà tính năng suất lý thuyết đó bà con. Bây giờ coi như cái số bông trên mét vuông là mình không có thay đổi được. Trọng lượng ngàn hạt coi như nó cố định. Thì bây giờ mỗi cái hạt chắc này nè, mỗi cái số hạt mà nó được vô trong vô gạo đó bà con thì nó sẽ tăng vào cái năng suất rất là rõ ràng. Hồi nãy mình lấy ví dụ bây giờ nó chỉ tăng lên khoảng 5 hạt thôi thì một công tầm nhỏ chúng ta được một bao lúa. Thì một bao lúa giờ giá lúa nó cũng khoảng coi như trung bình 7.000 đi nó 350.000 rồi bà con. Và việc đầu tư 10 kg phân với humic thì nó khoảng 200.000 thôi, mình vẫn còn lời 150. Có nghĩa là cái cách mình rải là coi như mình có lời đó, mình đừng tính đầu tư thêm mà mình bị lỗ là không phải bà con ha. Thì chắc chắn mình sẽ rải phân thêm. Và ở bên trên đó bà con mình sẽ dùng cái Elixir nano kẽm và nano ca cộng. Thì đây là cái bài trừ bệnh và dinh dưỡng bên trên để bà con mình hỗ trợ. Thì đây là một cái tình huống gọi là quá nặng bà con, quá nặng trong cái bối cảnh này. Còn những cái ruộng lúa mà nó có triệu chứng vàng nhẹ hơn đó thì bà con mình vẫn cải thiện theo những cái bước mà Hoàng Vũ vừa chia sẻ thì chắc chắn cái phần năng suất đó nó sẽ được nhiều hơn là cái ruộng của anh Điểm. Nhưng mà bà con thấy đó, chúng ta đã phân tích và chúng ta đã có những cái cơ sở rõ ràng để chúng ta cải thiện rồi thì mình cố gắng mình tiến hành liền ha bà con ha. Tại đâu đó thì nó còn khoảng 20 ngày nữa thì tới thu hoạch rồi. Mình tận dụng từng ngày để chúng ta đầu tư cho ruộng lúa. Và bà con sẽ thấy là khi mà bà con rải phân vô, cái lá nó sẽ cầm màu, rồi những cái hạt mỗi ngày nó sẽ vô được chút chút thì nó sẽ tạo cho bà con chúng ta niềm tin cũng như là cái niềm vui trên khuôn mặt của anh Điểm của chúng ta nó sẽ trở lại như bình thường các bà con ha. Lấy công thức tính năng suất lý thuyết làm chuẩn thì với mỗi số hạt được vào gạo hoàn chỉnh thì số bao lúa thu về sẽ tăng lên rõ rệt, qua đó tạo niềm tin cho anh Điểm cùng các nhà nông có tình huống bạc lá tiến hành cải thiện. Có câu công của cũng chẳng là bao, ra tay tháo vát thế nào cũng nên. Anh Điểm tâm niệm ráng đầu tư mớ nữa biết đâu gỡ vốn, quan trọng hơn hết là có thêm kinh nghiệm để những vụ mùa sau không bị vàng lá nữa thì có dư mấy hồi. Anh em xin chúc cho anh Điểm sẽ thu về những kết quả tốt vào cuối vụ. Giờ thì chuyến thăm đồng cũng đến hồi kết, xin nhắn gửi của anh quý chú hãy tiếp tục đồng hành theo dõi chuỗi phóng sự vàng lá của anh em ban biên tập ở những trà lúa nhỏ hơn nhé. Bà con thân mến, do thời gian từ đây đến cuối vụ không còn nhiều nên là thao tác cải thiện cần được tiến hành ngay. Có câu là người không bỏ lúa, lúa không bỏ người. Qua đó chắc chắn sự đầu tư chăm sóc sẽ đạt được thành quả ngọt ngào vào cuối vụ. Ngọc Phụng xin thay mặt cho ban biên tập kính chúc quý nhà nông mình thu hoạch được trúng giá, trúng lúa. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong chuyến thông đồng kỳ tới nha.